cái ngôi trường Hồ Ngọc Rẫn, ngôi trường Nam của các anh. Chuẩn bị là Lăng Ông tổ chức ngày giỗ thứ 190 của ông. Trồng kênh để đi vào đây, để giao thương mua bán. Tới đây thì 102 rồi, còn khoảng 10 căn nhà nữa là sẽ tới nhà bạn. Tinh Ni Đoàn kính chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Tinh Ni Đoàn. Bây giờ thì khoảng 11 giờ rưỡi, trước mặt anh chị đó một cái rạp hát rất là thân quen, đó là Cao Đồng Hưng, cạo đầu heo trên con đường Bạch Đằng. Và với video clip này, Tinh Ni sẽ mời anh chị, chúng ta có 3 phân đoạn. Còn mấy tờ cuối anh dạy chiếc tỏ các tờ hay tờ hay anh? Chúng ta gồm có 3 phân đoạn anh chị. Một phân đoạn là chúng ta đi theo con đường Bạch Đằng, chạy quanh cái chợ Bà Chiểu. Sau đó thì Tinh Ni sẽ vào Lăng Ông Bà Chiểu gửi xe đi bộ để chia sẻ cho anh chị vài thông tin, cũng một tuần sắp tới thôi. Và phân đoạn thứ ba là Tinh Ni sẽ đi con đường Vũ Tùng, ngày xưa mang tên là Phan Đình Phùng, mé đầu ở ngoài đó Đinh Tiên Hoàng là Châu Văn Tiếp, để kiếm căn nhà 122 của bạn Nguyên Phước. Bạn chia sẻ là đã định cư ở bên Canada 10 năm rồi, chưa về sớm xưa, căn nhà xưa. Thì Tinh Ni cũng rất là vui thực hiện cái clip này. Rồi, 3 phân đoạn chúng ta cùng lang thang với Tinh Ni nhé. Tinh Ni đứng đây để anh chị thấy cái rạp hát Cao Đồng Hưng năm xưa. Bây giờ thì nó trở thành một căn nhà bỏ trống anh chị. Trước đây, trước dịch cúm thì nó nhà sách gia đình, nhưng mà bây giờ thì không còn nhà sách gia đình nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng đi với Tinh Ni nha. Bên phải thì có một cái chung cư của một bác, của một anh khán giả trên kênh rất là thân thương. Năm ngoái giờ này là mệt mỏi anh chị. Những câu chuyện phone cho nhau giữa anh khán giả và Tinh Ni, về thì về thăm má không được. Đường xá thì phong tỏa, tùm lum tùm la. Rồi, Lê Quang Định, và ở đây thì có một cái ngôi trường Hồ Ngọc Rẫn, ngôi trường Nam của các anh, Nam Tỉnh Lỵ. Ở đây thì trường Nam, còn đối với trường Nữ là con đường trường Lê Văn Duyệt, trên con đường Lê Văn Duyệt. Trước kia thì nó là con đường Đinh Tiên Hoàng, sau này thì nhân cái dịp dỗ của ông Lê Văn Duyệt thì đổi thành tên đường Lê Văn Duyệt anh chị. Rồi tới đây thì Tinh Ni sẽ quẹo lại nha, nếu đi thẳng là con đường Phan Đăng Lưu Chi Lăng để về khu vực Hoàng Hoa Thám, chợ Cây Quéo, vân vân. Rồi bây giờ Tinh Ni sẽ đi ngang qua chợ, coi cái cảnh mua bán ở chợ như thế nào, chợ Bà Chiểu. Tất nhiên là Tinh Ni sẽ đi bên hông thôi anh chị ha, chứ không có đi trong lòng chợ, tại lòng chợ giờ này nó cũng buồn lắm, quay buồn lắm, quay bên ngoài gửi anh chị thôi. Đây khu vực chợ Bà Chiểu, và mình sẽ đi bên hông chợ nha anh chị ha. Mỗi lần vô chợ là phải giữ xe đó, nhưng bà con buôn bán thì bây giờ người ta lựa ngoài thôi. Đây là sạp trái cây. Đồ bộ nhỏ thôi hả? Đồ bộ. Thank you.
bán trái cây và quầy thức ăn anh chị, những cái nơi bán thức ăn. Giờ thì giờ này là vắng rồi, đúng rồi anh chị, 11 giờ rưỡi rồi còn gì nữa. Đây khúc này là bán thức ăn đây. Bún bò Huế, hủ tiếu Nam Quang, bánh canh, bún mắm, bún thịt nướng, quán cơm, phở, bánh hỏi giò, bánh hỏi heo quay, vân vân. Đây, ra con đường Vũ Tùng cho qua tiếp, phía sau chợ. Rồi, Cindy sẽ quẹo về Lăng Ông nha, ông Lê Văn Duyên. Và ở đây thì có một cái rạp hát, ông Quỳnh Long. Ngày xưa chiếu nghe anh chị kể là chiếu phim Ấn Độ, phim võ thuật Hồng Kông, phim Ấn Độ vân vân. Cảnh chợ. Buổi sáng thì con đường này nhộn, rất là nhộn nhịp anh chị. Nếu anh chị mong muốn xem buổi sáng như thế nào đó thì có thể là khoảng 5-6 giờ sáng thấy cái cảnh người ta dọn chợ. Rồi Lăng Ông và Lê Văn Duyệt. Ở trước thì đã có chỗ bãi giữ xe, Sunny sẽ gửi xe và cùng mời anh chị nha. Chúng ta đi vào lăng và chia sẻ với anh chị vài hình ảnh và thông báo với anh chị một cái thông tin mà anh chị cũng nên ghé qua tham quan. Trước mặt anh chị đó là cổng vào Lăng Ông. Sunny sẽ muốn cập nhật vài thông tin gửi anh chị và các bạn với quang cảnh Lăng Ông ngày hôm nay. Chuẩn bị là Lăng Ông tổ chức ngày giỗ thứ 190 của ông. Nó diễn ra vào ngày 25, 26, 27 tháng 8 anh chị. Với những cái lễ như cầu an, hát bội, tái hiện lại cái nghi thức cung đình nhà Nguyễn năm xưa. Và đó là cái nơi mà Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị, để có dịp anh chị sẽ ghé thăm nếu mà có thời gian nha anh chị ha. Nó rơi vào dịp và cuối tuần, điều đó cũng rất là hay anh chị. Đây cái khu vực Lăng Ông hôm nay thì thời tiết rất là nắng nóng, nhưng mà khi mà đi vào đây thì Sunny cảm thấy rất là nhẹ nhàng với hàng cây cổ thụ năm xưa. Vị trí Lăng Ông thì đối với bà Chiểu nói riêng và gia đình nói chung thì cô chú anh chị rất là nhiều kỷ niệm đối với cái khu vực này. Nhớ những cái Tết ngày xưa trong bộ đồ mới, anh chị cùng với ông bà, gia đình chúng ta đi tới đây xin quẻ đầu năm, rồi viếng ông, khung cảnh cây đa
và thấy mọi người cũng chuẩn bị treo cờ hết, gì xung quanh lăng ông đều treo cờ hết để chuẩn bị cái lễ sắp tới cũng gần rồi anh chị. Bữa nay 19 tháng 8 chỉ còn khoảng một tuần mấy nữa thôi, thì Sinh Ly cũng chia sẻ với anh chị thông tin và gửi anh chị những hình ảnh, những bóng cây rợp mát của lăng ông. Mới năm nào thôi, Sunny có tham gia lễ hội. Thì trong cái lễ dỗ cách đây khoảng 3 năm, thì con đường Đinh Tiên Hoàng đổi thành, chính thức đổi thành con đường Lê Văn Duyệt, trả lại cái tên giống như ngày xưa. Bây giờ 3 năm rồi, đây là cái khoảng thời gian lễ dỗ lần thứ 190 của ông. Anh chị nhớ nha anh chị ha, 25, 26, 27 tháng 8 dương lịch nha anh chị. Đây là khu vực lăng ông anh chị. Bây giờ thì anh chị thấy vắng vẻ, nhưng mà chỉ còn khoảng một tuần mấy, hai tuần nữa thôi, thì nơi đây khách thập phương, khách Sài Gòn rất là nhiều nơi tới đây viếng ông và tham gia những cái lễ hội như là hát bội, những lễ cung đình. Và cái hướng này thì chúng ta ra ngoài khu vực lăng ông anh chị. Với cái khung hình này thì chúng ta phóng tầm mắt nhìn cái khoảng sân trong lăng. Trước mặt anh chị đó là cổng để đi ra. Ở đây có những cái hàng ghế đá, chim hót líu lo cũng rất là mát anh chị. Và để tiếp tục cái phân đoạn thứ ba, đó là chúng ta sẽ ghé thăm số nhà 122 Vũ Tùng, gửi cho bạn Nguyên Phước nha anh chị. Chúng ta đi dọc con đường Vũ Tùng mà ngày xưa nó có tên là Phan Đình Phùng đó. Phan Đình Phùng, đoạn đầu là Châu Văn Tiếp, đoạn thứ hai là Phan Đình Phùng. Rồi chúng ta sẽ rời
Lăng Ông. Và Sunny cũng rất là vui cập nhật cái thời gian dỗ ông gửi cho cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà thời gian có thời gian rảnh thì Sunny sẽ thực hiện những cái không khí đó gửi anh chị nhé. Không biết là lúc đó có về Vũng Tàu hay không. Nếu mà không về Vũng Tàu, tất nhiên là Sunny sẽ quay để Sunny sắp xếp thời gian và chúng ta sẽ chia tay Lăng Ông để men theo con đường chợ trên con đường Vũ Tùng Phan Đình Phùng. Rồi, Sunny tạm tắt nha, sẽ tới phần đoạn thứ ba. Rồi mình đi thẳng băng qua con đường Bùi Hữu Nghĩa luôn nha anh chị. Bên phải thì có những con đường như là Phó Đức Chính, nhiều con đường mà ngày xưa là có tên là Hàng Dừa 1, Hàng Dừa 2, Hàng Dừa 3. Và nơi đây thì ao hồ cũng rất là nhiều. Những chiếc ghe thuyền từ kênh Thị Nghè sẽ đi men theo cái dòng kênh để đi vào đây để giao thương mua bán. Nhưng mà những cái dòng kênh đó bây giờ được lấp rồi, bị lấp. Thì để Sunny sẽ chia sẻ cái dòng kênh đó nó như thế nào. Và đối với cái chợ Bà Chiểu này ngày xưa thì cũng có đường rầy xe lửa đi ngang, nên ta gọi là cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa, cái đường rầy đó anh chị, đi ngang cầu sắt để về ga ở chợ Bến Thành, rồi nó đi thẳng lên ga Sớm Thơm, ngã tư ga ở xa lộ Đại Hàn về với lại Thụ Dầu Một Bình Dương. Ngày xưa là sông Bé đó, cái tên sông Bé là cái quá khứ thôi. Ngày xưa sông Bé rộng lắm, Bình Dương, Bình Phước. Đây, ngày xưa cái rạch là bên máy bên phải, cái kênh máy bên phải là đây. Đây là con đường băng qua phía sau chợ thì chợ thì buôn bán thì cũng nhộn nhịp, mọi chuyện trở lại bình thường rồi. Nhưng mà mấy bữa nay thì cũng nghe cảnh báo là một cái con biến thể nó lây lan còn cao hơn kể cả con Omicron, cũng là một cái chủng Omicron thôi. Rồi, chúng ta băng qua con đường Vũ Tùng, cái hướng này đi vào sớm lò heo mới, ngày xưa có mang tên là Phan Đình Phùng. Và chúng ta sẽ kiếm căn nhà số 122, bạn gợi ý là ngay chỗ cái góc ngã ba Phan Chu Trinh và Vũ Tục. Thì theo Sunny tìm hiểu thì nó bên tay phải, bây giờ số 14 rồi, 122 thì đi sâu vào tuốt bên trong. Ở đây vẫn còn tồn tại những căn nhà mái ngói anh chị, mái ngói hoặc là cái kiểu cũ, người ta lợp tôn rồi, và cũng có rất là nhiều nhà mới xây dựng sau này. Tất nhiên nhà mới nhiều hơn nhà cũ, dần dần đi những con đường và những cái căn nhà nó sẽ biến mất do mở rộng đường rồi xây sửa, người mới về xây sửa lại. Máy trái là con đường Phan Bội Châu để đi ra con đường Bạch Đằng. Tới đây thì 102 rồi, còn khoảng 10 căn nhà nữa là sẽ tới nhà bạn. 122, 106,
bên phải. 1, 12, 1, 16. Rồi đây căn nhà màu hồng, thở dung, thở bò, Cindy sẽ quẹo lại đi thẳng là vào xóm lò heo mới anh chị ha, cái lò heo năm xưa. Đây là cái ngã ba Phan Chu Trinh, hướng này đi ra Bạch Đằng. Cindy sẽ quẹo lại để chia sẻ để anh chị nhìn cho nó rõ ràng, để bạn nhìn cho rõ ràng. Nhà bạn thì ngay cái hẻm luôn, ngay cái hẻm và căn nhà màu hồng. Đây căn nhà không phải, căn này 120A, 120A. Kế bên hẻm là căn nhà của bạn, để Cindy sẽ quay cái hướng camera qua hướng này để chúng ta dễ dàng nhìn hơn. Ngay góc ngã ba đúng là bạn đã chia sẻ, và căn nhà bạn là căn nhà cũ năm xưa, bây giờ là uốn tóc, mộng dung, cắt chuỗi, nhuộm, trang điểm, tạo mẫu. Căn nhà của bạn thì nó cũng xưa cũ. Hy vọng rằng bạn sẽ thấy căn nhà này. 10 năm rồi, khoảng thời gian rất là lâu. Xin đi ngừng lại để anh chị, để bạn ngắm nha. Rất là vui thực hiện cái clip này. Chúng ta tiếc là cái hẻm đối diện là một cái hẻm cục, không có thông được, nhưng mà thôi, vì tình cảm là Cindy sẽ đi vào hẻm một đoạn thôi, một đoạn để bạn sẽ nhìn cái xóm đó, căn nhà bạn. Đi vào cái hẻm này, sau đó Cindy sẽ đi ra. Theo định vị thì đây là một cái hẻm cục thôi, không biết nó có thông hay không. Hẻm cục rồi. Rồi Cindy sẽ quẹo ra nha. Cái hẻm lại là 120. Đó, căn hẻm nhà bạn phía sau nha bạn. Bạn thân yêu ơi. Rồi, để chu đáo hơn, Cindy sẽ đi cuối con đường Vũ Tùng Phan Đình Phùng này. Sau đó Cindy sẽ đi vào chợ, và từ chợ đó Cindy sẽ đi trên cái dòng kênh năm xưa. Còn đối với bên phải thì có một con hẻm, thì con hẻm đó thì đi rất là ngoằn ngoèo để đi ra bên hông của nhà thờ Thánh Mẫu. Rồi tới đây Cindy quẹo lại nha. Đây là cái khu vực hẻm cục. Rồi, bye bye 122 Vũ Tùng. Và kế tiếp thì Cindy
sẽ đi trên dòng kênh phía sau chợ Bà Chiểu, và cái dòng kênh đó dẫn chúng ta đi ra dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Đó là một cái nơi mà ngày xưa dòng kênh phía sau chợ để cái việc giao thông, giao thương, mua bán bằng ghe thuyền nó dễ dàng. Nói chung là kênh rạch ở đây rất là nhiều anh chị, nhiều lắm. Rất là vui thực hiện cái clip này cho bạn. Tại vì Cindy cứ nghĩ mình, cứ đặt mình vào người khác thì chúng ta phải thực hiện cái clip này để trao cái tình cảm, cũng là một cái lời cảm ơn đến với khán giả cho phụ kênh Cindy đó. Anh chị thu xếp thời gian nếu rảnh nha anh chị ha. Theo như Cindy ngày 25, 26, 27 hình như là rơi vào thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì phải. Tây anh chị ha. Thì đó là dỗ lần thứ 190 của ông Lê Văn Duyệt. Nếu mà tiện thì các bậc phụ huynh cũng dẫn các em đi để coi những cung đình Huế, rồi hát bội, một cái nét truyền thống rất là hay. Rồi thay vì đi thẳng là về lăng, về con đường Lê Văn Duyệt thì Cindy quẹo con đường Viên Hồng. Ngày xưa đây là một cái dòng kênh là anh chị, nay là không còn cái dòng kênh nữa, và ở đây là cái chợ cá, bán ốc, bán cá, bán đủ thứ hết. Rồi chúng ta thẳng con đường này. Thì con đường này thì nó song song mé bên trái với con đường Bùi Hữu Nghĩa, một con đường vào bán phụ tùng xe gắn máy, mà Sydney thường gọi là nơi luộc xe đó, luộc xe. Nay thì cái con đường đó nó cũng không còn nhộn nhịp phụ tùng xe gắn máy giống như xưa. Ngày xưa đi ngang con đường đó là anh ơi chơi chơi không, chơi hơn, luộc không, vân vân và vân vân, những cái từ ngữ chào mời để đi luộc. Nên ngày xưa mà cái thời gian ngày xưa ai mà có xe xịn mà cho bạn bè mượn hay như thế nào cũng sợ lắm. Tất nhiên bạn bè tốt thì không sao. Rồi bạn bè TV vẫn chạy được thôi, chạy thời gian thế là hóa ra đồ cũ, luộc cái đồ mới rồi lắp cái đồ cũ vào, chạy thời gian thế là nó hư. Đúng ra con đường Bùi Hữu Nghĩa thì nó kẹp giữa cái dòng kênh chị ha, dòng kênh này và dòng kênh cầu Rạch Bông. Con đường này thì mới làm sao này thôi anh chị, ở đây chắc có đụng xe dữ lắm, là một cái kiến nó lồi. Nhà cửa thì anh chị thấy sau khi giải tỏa đền bù thì được làm mới lại. Ngày xưa thì cái mặt phía sau dòng kênh nước đen, nhưng mà bây giờ trở thành mặt tiền, và vẫn còn tồn tại những cái nhà thiết, nhà tôn, những cái hẻm sâu hun hút để đâm ra con đường Bùi Hữu Nghĩa. Đây là con đường mang tên là Viên Hồng nha anh chị. Trời rất là nắng nóng, oi bức. Rồi tới đây thay vì mình đi thẳng là mình ra dòng kênh, Cindy sẽ quẹo trái để ra cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa nha anh chị ha. Đó, con đường Bùi Hữu Nghĩa trước mặt anh chị. Rồi phía trước là thấy bê tông vậy đó, nhưng mà phía sau thì cái dãy nhà sàn anh chị.
và những căn nhà ở đây anh chị thấy cũng đâu kiên cố từ xưa đến giờ rồi. Chắc có thể là trong cái diện dự án, đất dự án nên không có ai xây sửa là anh chị. Và ở đây thì xung quanh đây là bán phụ tùng xe gắn máy, xe đạp, bán bình, nắp quy vân vân. Rồi chúng ta sẽ băng qua cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa để tới vùng đất Đa Cao. Bây giờ mang tên là cầu Bùi Hữu Nghĩa chứ không là gọi là cầu sắt nữa anh chị. Cầu Bùi Hữu Nghĩa. Rồi, xin đi sẽ quẹo phải nha anh chị, quẹo trái ra con đường Phan Thanh Giản, Điện Biên Phủ, quẹo phải ra con đường Lê Văn Duyệt, Đinh Tiên Hoàng và nó có một cái ngã mang tên là Võ Thị Sáu, là ngày xưa mang tên là Hiền Vương. Đây, máy trái là chợ Đa Cao, xin đi sẽ tới tập hát Casino, xin đi sẽ stop cái clip nha anh chị. Có quán chè Hiển Cánh và nơi đây thì có những cái nơi bán thịt vịt quay, heo quay ngày xưa rất là nhiều. Con đường Phan Văn Khải trước mặt anh chị để về chợ Tân Định, về với khu vực Yên Đỗ, Cầu Kiệu vân vân. Đây là con đường Đinh Tiên Hoàng và trước mặt bên phải anh chị đó là rạp hát Casino, rạp hát Cầu Bông, kế bên ngay chỗ Sa La bảng hiệu đen đen đó là chè Hiển Cánh. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip, nó gồm có 3 đoạn, một dòng chợ để chúng ta nhìn chợ Bà Triệu ngày hôm nay như thế nào. Cái thứ hai là đi vào Lăng Ông, cái thứ ba là tìm căn nhà cho bạn khán giả trên kênh. Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.